quay phim phóng sự cưới, quay phim cưới phóng sự là thể loại clip cưới ngắn có quát chuyện đầy đủ, khác với sự rườm giả trong video cưới truyền thống, video phóng sự cưới đẹp và xúc tích hơn. Quay phim phóng sự cưới có thể lồng ghép thêm lời chúc mừng của gia đình bạn bè, đôi khi có thể phỏng vấn lồng ghép những trạng thái cảm xúc thực của cô dâu chú rể. Quay phim phóng sự cưới ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh để có nét đặc điểm chung về khâu chuẩn bị, việc quay cảnh chuẩn bị trang phục, trang điểm thể hiện rõ nét sự hồi hộp, hạnh phúc của cặp đôi. Cảnh quay ngắn, xúc tích cô động để lại ấn tượng đẹp là những gì có trong clip phóng sự cưới. Thời gian clip cưới từ 5 đến 7 phút là độ chín mùi đủ nồng men say trong cảm nhận tình yêu.